Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với game đảo kho báu và ok. Ở video này anh em chúng ta sẽ cùng nhau review cái ạc của bạn Tùng tặng, với lại anh em chúng ta sẽ xem lại cái gift box tuần mới là cái gì nha anh em. Ủa sao kỳ vậy ta? Chắc mình vô lộn server anh em. Mình vô lộn server cho nên là nó bắt mình tạo lại cái tài khoản mới hay sao á. Anh em đợi xíu nha, mình xem thử. Wow, Bessin 102 luôn anh em à. Wow, có ạc Rabbit 2021, con thỏ 2021, lép 86, lép 102 luôn, đổ băng. Rồi, ok. Ủa, ở đây mình vô lộn Facebook rồi. Đây, Facebook này mới đúng rồi anh em à. Đó, cái gift code tuần là ao làng mùa. Số này là số mấy ta? Số 5 với lại số 2, số 7 nè, vãi chướng. Cái góc này cái trí nhớ nó có vấn đề rồi anh em à. Xẹt, GC, ao làng mùa 7, nhập. Ui. Ủa, gift code bị lỗi rồi anh em à. Ao làng mùa 7 bị lỗi rồi anh em ơi. Bị lỗi rồi. Này là chữ L hay là chữ V đây? Wow, không được anh em à. Gift code bị lỗi rồi anh em à. Gift code không có nhập được. Để mình xem thử có ai la hét gì không à. Nhập được đâu, sao nhập không được. Không nhập được anh em à. Biến bình luận với anh em, gift code nhập không được anh em ơi. Thì nó là như vậy anh em, chắc là sẽ đẩy lại AD fit lại thôi. Còn lại thì chắc là tới đó anh em chúng ta sẽ vô và chắc là nhập lại được. Còn hiện tại thì bây giờ thì chưa nha anh em. Cái đội hình của bạn này sử dụng chắc là mình nghĩ là cái đội hình này đó anh em. Cho mấy con này ra phía trước đi. Đó, Sengoku ra giữa anh em à. Đây, A lên trên. Rồi, múc nông dân. Thì cái ad này là của bạn bạn Facebook là Hoàng Hiệp gửi tặng nha anh em. Hiện tại bây giờ là 2.33T lực chiến anh em à. Thì anh em nào mà có muốn chơi á, thì cứ đăng ký bên dưới, mình sẽ tiến hành tặng ad cho anh em. Wow, ad này mới nạp có 3.000, 1.200 với lại 390 anh em à. Nạp cũng ít nha, nhưng mà khá là ngon. VIP 5 anh em à, 2.33T lực chiến. Thì bây giờ anh em chúng ta sẽ xem thử là cái ad này có những cái gì, và sau đó mình sẽ review, và sau đó anh em cứ đăng ký nhận ad bên dưới, mình sẽ tiến hành làm cái vòng quay tặng ad và tặng card tiếp nha anh em. Wow, thiên thư hiện tại bây giờ là 40-65 với lại 47 nha anh em. Đó, bia hiện tại bây giờ thì còn cũng khá khá nè. Ôi, đặt cược hết rồi anh em à. Có không ta? Hay là hết sạch ngọc thì phải. Wow, nhận. Nhận được chưa ta? Chưa đến thời gian nhận thưởng mà. Đây, dồn đặt hết ở trong vua cỏ và kết quả là đi bụi rồi anh em ơi. Hôm bữa là ông chú em có comment là ông bảo là thằng cổ là cái bạn có lực hồi công nhiều nhất. Và hôm nay mình thấy có một bạn đăng lên cái bài là cũng show lên hồi công cao nhất vẫn là thằng cổ này mà 291, và tiếp theo là gáp. Sau đó là cái bạn gì đó mình quên mất tiêu tên này. Trời ơi, đặt cái thằng cổ là coi như là xong phim rồi anh em à. Gáp đang nằm bên nào ta? Ủa? Gây hả? Ở đây chỉ có gây thôi anh em mà không có gáp rồi. Gáp đó ta? Canva. Nhiều bạn kêu đặt cho Canva 37-36T. Thằng cổ hiện tại bây giờ là 10.26T. Còn DN Sanji là 16T này mà. DN Sanji tuột lực chiến xuống rồi. Này, chuyển qua cái đội hình tay dài cho nên lực chiến nó tuột xuống, với lại không có xài lực chiến ảo nữa anh em ơi. Phong võ 13.72T nè. Ram bé gấu 16.77T nha anh em. Đợt này nói chung là cũng khá là căng đó anh em à. Không biết có về bờ được hay không nữa. Mình định đặt thằng cổ, nhưng mà thôi, tại vì mình nói mình ủng hộ em đó, là cho nên là mình quyết định mình đặt vô DN Sanji. Mong là em nó sẽ đưa mình về bờ được anh em. Còn không về bờ được thì thôi, không sao hết, tại vì mình cũng không đặt nhiều anh em. Cái đợt này nói chung là cũng khó đặt lắm, cho nên là mình chỉ đặt xương xương cho vui thôi anh em à. Đó, hai ạc luôn, ạc 69 gamin với lại cái ạc nông dân Dubai mỗi ngày nạp 100k mình cũng đặt vô luôn. Rồi, ok, để bây giờ mình xem thử nha anh em. Hiện tại thì bây giờ con ai à, bộ trang bị Kaido anh em à. Ôi, chắc quỷ này với ta, không có chắc quỷ Google à? Có chắc quỷ Google này sao không đeo vô ta? Đây, phải đeo chắc quỷ Google vô thì mới ngon được anh em à. Đây, Sanji đang đeo cháy Google. Trời ơi, đeo cháy Gumu rồi nè. Đeo cháy Google vô luôn anh em à. Không nên đeo mấy cái trái linh ta lên tinh. Rồi này, Google, ok, hết luôn nè. Riêng cái này, hết cháy Google để mà đeo vô rồi anh em ơi. Bây giờ chỉ có thể là đeo lấy cái trái Google kia và đeo cái trái này qua cho con trái Guga này qua cho con Sanji thôi anh em. Đó,
Tiếp theo sẽ là con Sanji. Sanji hiện tại giờ bộ trang bị Kaido đỏ nên mà chưa lên được bạch kim. Sengoku hiện tại giờ cũng là trang bị Kaido, cũng ổn anh em, cũng được ha. Sử dụng Sengoku thì cũng được đi, hoặc là anh em không thích thì anh em có thể là đổi với con Nico Robin. Và con Nabigot hiện tại bây giờ cũng đang sử dụng bộ trang bị Kaido, Kaido luôn anh em ơi. Tất cả đều là Kaido, hiện tại bây giờ đang là còn 100k bia. Hình như là chuẩn bị cái sự kiện tầm bão nha anh em, sự kiện tam qua nha anh em. Sự kiện tam qua đợt này nó không có sự kiện thâu tóm nha anh em ơi. Vì vậy mà anh em nên cân nhắc có nên chơi không nha. Wow, được con Bitmom rồi đó. Ủa hiện tại giờ ạc này đã có Bitmom rồi anh em à. Cho nên là nhận được thì nó cũng không có lên được lực chiến là mình không có lên được là không không có cho mình mua 1000 kim cương là mình biết là đã có con Bitmom rồi. Còn bây giờ anh em chúng ta sẽ soi thử danh sách tướng của bạn này thử xem sao. Có Bitmom nha anh em. Không biết là có thêm những gì nữa. Sengoku thì cũng có luôn rồi. Gâu đen không biết có không ta. Mình nghĩ chắc không anh em à. Gâu đen với lại Begona lại càng không. Hai con này phải nạp vô mới có được anh em. Vòng quay tiêu là hôm nay cũng không có chơi vòng quay tiêu luôn. Hôm nay có vòng quay thích tiêu nữa ta. Wow. Để mình xem nữa còn gì show cho anh em xem nữa không. Vô trong gương anh em. Gương trang bị xanh tóc đỏ nè. Gương trang bị Kaido nè. Hai gương trang bị xanh tóc đỏ nha anh em. Hiện tại bây giờ có hai gương đỏ. Bản đồ bí ẩn nè. Còn được 188. Đá cường quá, đá đỏ, đá bảy màu, đá vàng. Ồ, cái hộp đằng sau tướng cũng còn khá là nhiều anh em ạ. Đây, linh túi linh hồn cũng còn nhiều nữa anh em. Ngày mốt anh em, ngày mốt Việt Nam đá. Không biết là có cái sự kiện để mà anh em chúng ta dự đoán đặt cược Việt Nam với lại Mã Lai không. Chứ mình nghĩ là Việt Nam mà chắc chắn sẽ ăn Mã Lai rồi anh em ạ. Còn 9.168 cái chương 1 linh bạc anh em ạ. Nhiều đây mình sẽ xong chắc cũng được khoảng vài trăm thùng bia anh em. Cộng với này thì cộng hết luôn thì mình nghĩ là chắc cũng được thêm khoảng tầm 30k bia đi anh em, xương xương khoảng thêm 30 là được 140. Nhưng mà cái đợt này sự kiện tam qua này anh em đừng chơi nha, tại sự kiện tam qua đợt này là sự kiện đua top item nè. Đua top item xong nó sẽ qua tới vòng quay vô tặng hoặc là tầm bảo, nếu mà được thì anh em chơi 1500 là được anh em à. Chơi 1k rưỡi đó, lộn chơi 2k rưỡi đó anh em, chơi 2k rưỡi là dừng lại được nha. Để mình soi thử cái tỷ lệ luôn. Không biết là có ngon hay không nữa. Có khả năng có sự kiện thích chiêu mộ linh vàng để mà nhận kẹo mút nhưng mà hình như là hết rồi thì phải anh em. Ủa. Ê, X2 anh em à. Với 100 bia mà chỉ được có hai cái kẹo mút à. Có tỷ lệ quá là vãi. Khó nha anh em. Ê xa. Vậy là hồi nãy giờ mình xài hết 200 bia nha anh em. 200 bia. 200 bia mà chỉ được có hai cây thôi anh em à. Quá là khoan anh em đợi xíu nha, mình set up cái nút rồi đã anh em à. Cái số 1 nó mất tiêu rồi. Đây, vô luôn. Play together nữa nè. Rồi, bây giờ mình sẽ quét nhanh nha anh em. Hồi nãy là 910, bây giờ mình sẽ quét tới 6 tới 1 1 1110 anh em, 1000 100, 1100 anh em à. Ok, tiếp luôn. Đây. Đây, lỗ hết 5 rồi anh em à, lỗ hết 5 rồi. Bây giờ mình sẽ xem thử 1000 bia. Ngàn bia thì mình sẽ được bao nhiêu cái kẹo mút nha anh em. Ui, tỷ lệ ra kẹo mút nó thốn vãi chữ nè. Wow, ngàn được 20 anh em mà. Không biết là có chơi cái sự kiện gì để có đây không. Bây giờ mình sẽ quét thêm 1000 nữa xem thử như thế nào nha anh em. Hiện tại thì bây giờ là 490. Thôi mình tính luôn là cho 100 nữa anh em. Bây giờ mình sẽ quét tới 110.000 100 nha. Mình sẽ quét tới đâu mình sẽ dừng lại xem thử là được bao nhiêu kẹo mút nha anh em. Hồi nãy là mình đang được 20 cái nha anh em. 20 cái. Ôi trời ơi, thiếu ngọc đấy mà càng quét nó mới ghê chứ anh em. Ôi vãi chưởng, hết sạch ngọc rồi nè. Ủa còn nè anh em, còn nè. Vẫn còn được 100 ngọc mà anh em. Hình như là quét ải rồi, như cái tỷ lệ nó cũng có cho mình thêm một ít ngọc thì phải anh em. Ôi nó báo ảo anh em à. Rồi ok, 96 đủ rồi nè anh em, đúng rồi nè. Để mình xem thử. Wow, mình thấy cái tỷ lệ ra được X2 cũng khá là nhiều với anh em. Ôi trời 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 trời. Ngàn bia lần thứ hai mà chỉ được có 14 cái kẹo mút thôi anh em à. 100k bia thì mình sẽ được 1400. Ôi trời. Muốn chơi được 2500 là cũng hơi bị đắm đuối nha anh em. Khoảng có tầm 200k bia mà anh em. Hên hên thì 1k được 100k được 2000, còn đen thì 100k được có 1400 à. Ôi vãi, cái tỷ lệ căng thật sự chứ anh em. Khiêu chiến tìm kho báu chưa full nha anh em. Và nhà gục Impel Down cũng không có đi luôn nè. À, đến tầng sau
Bây giờ đi nhà cục em build đâu kiếm thêm mớ ngọc nữa em à. Kiếm thêm một mớ ngọc nữa để mà chơi thôi chứ biết là sao giờ anh em ngồi xíu nữa vô đi tìm kho báu kiếm thêm một mớ ngọc nữa. Không biết bây giờ gift code đã nhập được chưa anh em? Để bây giờ mình sẽ vô mình sẽ nhập thử đây. Sẽ là C gift code mới vô mới được anh em ơi. Mới thông báo có ra cho nên là nó lỗi rồi anh em à. Thì chắc là phải đợi nhà phát hành là thông báo xem thử là nó xài được hay không. Đã có báo ra Giang đã đăng em nhóm rồi anh em à. Gói chính store đang lỗi anh em chờ chút kỹ thuật viên đang check nha. Còn gift code tuần nữa chứ. Gift code tuần nó đang bị lỗi nên anh em à. Đây, để mình xem thử góc giải thích cho những anh em newbie mong nhà phát hành thắc mắc rồi lại game giết ảo nạp tiền cho cái đội hình lực chiến cao ngất ngưỡng lại thua đội hình yếu hơn gấp 3 4 lần. Cái game này anh em phải có cái hồi công nhiều thì sẽ thắng thôi anh em à. Cho anh em lực chiến cao gấp mấy lần luôn anh em à. Đây, để mình sẵn mình nói luôn, bây giờ anh em lực chiến cho anh em gấp 10 lần anh em à. Anh em 10T thì anh em cũng có thể là win được 100T nữa. Với cái điều kiện là anh em phải có cái điểm hồi công với lại hồi sĩ khí cao hơn nha anh em. Đó. Đồ thì lên tới cái đồ mà nếu mà từ đồ bạch kim cho đồ trang bị gold trắng anh em. Như bạn có một cái bộ đồ bạch kim gold trắng không sao đi. Cho thằng kia đồ bạch kim gold trắng mát sao luôn. Mà cái thằng kia cái danh hiệu nó không có. Nó ít hơn bạn hồi công hoặc ít hơn hồi sĩ khí, ít hơn danh hiệu anh em là nó cũng sẽ thua như thường. Auto luôn anh em à. Chắc chắn luôn sẽ thua. Ví dụ như chỉ số né với lại nếu mà nó cao lực chiến chủ yếu là lực chiến ảo từ đến từ cái vấn đề mà anh em úp thiên thư nè rồi SP trận pháp nè rồi đồ đạc anh em úp mát sao luôn anh em bè mát sao dồn nhổ vũ khí cho cái con tướng lực chiến ảo và sau đó là úp vô trong mấy con tướng mà có lực chiến ảo như là con như là con Sanji lực chiến hóa ảo Jogo nè Mihawk nè Katakuri nè đó. Mấy con này gáp nè, đặc biệt mấy con này được khiến ảo vãi chưởng thì anh em sẽ không thể nào mà bằng với lại một người bạn sử dụng cái đội hình chuẩn nha anh em. Đây, ở đây như là anh em đang có dòng hồi công với lại dòng bị công giảm sĩ khí, hai cái dòng này sẽ không tăng lực chiến. Còn anh em đam mê được chiến ảo thì anh em úp vô nè, kháng bạo nè, rồi sát thương bạo kích đó, cho anh em dồn hết tất cả vô các cái chỗ nào có thể là úp lên được cái lực chiến. Lực chiến càng cao mà cái vấn đề là cái điểm hồi công bị công giảm sĩ khí rồi né rồi này này thì bla bla, nói chung là chủ yếu là liên quan đến hồi công sát thương, hồi công bị công giảm sĩ khí, xác suất né với lại tốc độ công đó, liên quan đến mấy cái vấn đề đó thôi. Anh em không úp mấy cái đó thì nó sẽ dù anh em được chiến to cái nào cũng thua thôi anh em à. Còn cái lỗi gift code này không tồn tại. Cũng có một số bạn cũng bị giống mình anh em, không 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 nhập được gift code này mà không biết là clip có đã fit lại chưa nữa nè, để mình lên trên fanpage mình xem thử. Đây ao làng ao làng mùa 7, ủa đúng rồi mà ta, hạn sử dụng 23 giờ 59 phút ngày 12 tháng 6. Cái phần thưởng bao gồm là 500 ngọc 500 bia với lại chiêu mộ lệnh vàng X2. Đây nhập đúng mà ta, sao kỳ vậy nè. Bị lỗi rồi anh em à. Để mình xem thử có ai bình luận lên ý kiến ý cò gì không. Để mình đọc thử bình luận nha anh em. Để mình đọc xem. Trời ơi toàn là phanh cứng, phanh cứng, phanh cứng, phanh cứng. Sao không nhập không được. Vào phần chat thế giới gõ GC sẽ cách cộng mã code nhập được đâu. Không nhập được anh em à. Thật sự mà nói là không nhập được. Xem thêm. Vậy đó là chọn nhân vật nạp đảo kho báu. Không nhập được anh em này. Đây. Trời ơi. Ao. Đó, chữ này thiếu hình chữ anh em, cái gift code này còn sai nè phải không, hay là mình copy thiếu, đúng rồi do mình copy thiếu này mà, để mình nhập vô này thử sao. Ơi không hợp lệ anh em ơi, vậy là cái gift code này không hợp lệ, nhưng mà anh em cứ chờ và ngày mai nhập lại thử xem sao anh em. Ngày mai chắc là nhập lại được á, tại vì hiện tại bây giờ nó đang bị lỗi tí xíu thôi chưa nhập được. Wow, lên 2,3T nè anh em, 3,33T nè, 3T trả lụa nha anh em. Rồi ok, chủ yếu là mình ghi view sương sương cái ạc cho anh em xem thôi, chuẩn bị tặng cái ạc cho anh em chơi đó. Anh em nào muốn nhận cái ạc này thì cứ comment bên dưới. Trời ơi ạc này nó cũng cùi y chang như cái ạc 69 gaming của mình thôi anh em à, chả có danh hiệu gì hết, có mỗi cái danh hiệu không có danh hiệu nào, tam thái tử hay Sanji anh em à, không có danh hiệu nào ngon luôn á.
còn là mấy danh hiệu toàn là danh hiệu miễn phí không anh em ạ. Tại vì ạc của bạn này hồi xưa mà anh em, nạp hồi xưa mà từ cái tháng 11 anh em, lúc đó là khá là hiếm để có thể là đạt sở hữu được các cái danh hiệu như bây giờ. Hiện tại bây giờ game gì mà nó ra liên hiệu liên tục, cứ mấy ngày có một danh hiệu, mấy ngày là có một danh hiệu mới ghiết rồi hết muốn nói rồi anh em à. Ghiết là tiền đâu mà nạp vô để có thể lấy hết được tất cả các danh hiệu đây anh em. Cứ vài ngày ra mỗi danh hiệu, vài ngày ra mỗi danh hiệu, chỉ có thể những ông đại gia mới có thể đua nổi đây. Và bây giờ mấy ổng bá đạo quá, vài bữa mấy ổng chán, mấy ổng nghỉ chơi luôn, tại vì đâu ai chơi lại ổng đâu. Rồi một ngày ở đó sẽ chán anh em à. Ra cái gì mỗi tần suất ra dày đặc luôn, ra cũng phải vừa vừa phải phải với anh em ha. Mà bây giờ mình nghĩ là nên bán lại những cái danh hiệu cũ với lại cái giá rẻ cho những anh em nông dân có điều kiện múc những cái danh hiệu đó, để mà có thể là leo lên bằng với lại những cái ông đó. Chứ bây giờ cái sự chênh lệch lực chiến nó quá xa rồi anh em à. Bây giờ cái số lượng người mà vài trăm tê lực chiến với lại vài chục tê lực chiến nó đã chênh lệch nhau rất là xa rồi anh em à. Bây giờ số lượng người mà trên 200 tê lực chiến chỉ có thể là đếm trên đầu ngón tay thôi anh em. Còn lại là chỉ trên 100 tê lực chiến thì cũng đếm trên đầu hai đầu ngón tay với lại ngón chân thôi. Còn lại là vài chục tê lực chiến là phải gọi là lấy bảo bố mà bỏ vô thôi, chứ nhiều quá đếm không hết anh em à. Cách biệt nhau xa quá rồi anh em à. Bây giờ game phải có một cái vấn đề, phải có gì đó để giải quyết cái vấn đề thôi anh em. Mình nghĩ là nên bán những cái danh hiệu cũ, thì xem thử cái danh hiệu đó là tùy theo cái mức độ ngon hay dở thì cho ra cái mức giá phù hợp 20-50% gì đó cho nó phù hợp anh em. Hoặc là tạo những cái event tặng danh hiệu này kia cho anh em nông dân để cũng có điều kiện để mà gượt gượt lên thêm, chứ không thể nào mà gượt kịp được anh em à. Không thể nào mà có thể đua nổi tới cái tầm 200-300 tê lực chiến như mấy cái ông VIP bây giờ. Thì cũng có thể là lên được vài chục tê lực chiến, mấy anh em nông dân này kia cũng có điều kiện nạp. Thì nói chung là vừa thu hút được người nạp mà cũng vừa cân bằng lại được cho cái game. Chứ bây giờ nó đã mất cân bằng quá xá rồi anh em à. Đây là ý kiến của mình thôi. Còn anh em nào thích cái ạc này thì comment bên dưới nha. Mình sẽ add cho trong vòng quay và mình sẽ tặng cái ạc cho anh em nào may mắn. Đó. Thì anh em nào không trúng ạc thì cũng có thể trúng cạc luôn. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo về cái tựa game Đảo Kho Báo. Và đừng quên cho mình một like, một đăng ký nha anh em, để mình có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về cái tựa game mà cho anh em cùng xem. Và bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.